Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết ngày hôm nay ở miền Bắc không còn ánh nắng hanh vàng mà thay vào đó là một bầu trời âm u, sáng sớm có sương mù nhẹ xuất hiện. Do bầu trời nhiều mây suốt cả ngày nên trưa nay nhiệt độ các tỉnh phía Bắc giảm đi khoảng 3 độ so với ngày hôm qua và dao động phổ biến trong khoảng từ 19 cho đến 21 độ. Các tỉnh ven biển miền Trung thời tiết tốt dần lên và ít mưa. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ mùa khô nên trời ít mưa nên nhiệt không có sự biến đổi lớn. Hoạt động của cơn bão số 9 tuy có cường độ khá mạnh nhưng theo dự báo trong 1 đến 2 ngày tới vẫn còn cách ra xa về phía đông của quần đảo Hoàng Sa hơn 400 km. Chính vì vậy khu vực đất liền của chúng ta chưa bị ảnh hưởng trực tiếp của hàn lưu cơn bão. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết trên phạm vi cả nước khá ổn định. Ở phía Bắc về đêm và sáng tại các tỉnh Bắc Bộ nền nhiệt có xu hướng nhích dần lên, trời chỉ còn rét nhẹ ở vùng đồng bằng và trung du, riêng những nơi có địa hình núi cao như Mẫu Sơn, Trùng Khánh, Ngân Sơn, Sapa trời còn rét buốt với nhiệt độ dưới 10 độ. Ban ngày trời phổ biến nhiều mây, độ ẩm không khí tăng nhẹ nên nhiệt độ ít biến đổi, cao nhất phổ biến vẫn ở mức từ 20 đến 23 độ. Trên khu vực các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ, do đới gió đông bắc của rìa Tây Nam khối không khí lạnh có cường độ không mạnh, trong khi đó bão số 9 còn ở khá xa nên chỉ có mưa rào nhẹ thoáng qua với lượng không đáng kể. Còn ở phần phía bắc của khu vực như Thanh Hóa, Nghệ An, trời chỉ rét về đêm và sáng. Ở phần phía nam thời tiết ổn định, ban ngày trời có nắng và nhiệt độ cao nhất sao động quanh ngưỡng 30 độ khu vực tây nguyên và nam bộ hầu hết không mưa, ban ngày số giờ nắng khá nhiều và nền nhiệt trái ngược hẳn với các tỉnh phía bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ, có nơi sắp xỉ 34 độ. đây cũng là nơi có nền nhiệt cao nhất trên cả nước. trong một vài ngày tới không khí lạnh còn được bổ sung yếu nên thời tiết tại các tỉnh miền bắc ít có sự biến động, trời còn rét nhẹ, đặc biệt vào nửa đêm về sáng. khu vực trung bộ, tây nguyên và nam bộ thời tiết ít biến đổi. sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 cho đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi từ 25 cho đến 27 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 20 cho đến 23 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ và nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 20 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 27 cho đến 30 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22 cho đến 26 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và rông ở một vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, còn nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ. Phần cuối bản tin là những thông tin thời tiết cho khu vực Biển Đông. Trong khi thời tiết trên đất liền khá ổn định, thì trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bồ Pha, khu vực vùng biển giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14, biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh, nên Thêm khu vực vùng biển phía Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 biển Đông mạnh. Quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và rông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 25 cho đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và rông ở phía đông bắc, tầm nhìn xa là từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía đông bắc có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh. Nhiệt độ ngày đêm giao động từ 26 cho đến 30 độ. Như vậy là trong 24 giờ tới, thời tiết trong đất liền ít biến đổi, trên biển do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh nên có gió mạnh gây biển động và thời tiết xấu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!